Rồi xin chào mấy bạn. Đó, chủ vườn đi vô rồi đó. Đây, còn mình ở ngoài này. Mấy em chủ lớn đi vô rồi đó. Người nào cũng bao 400 cây hết á. Đi vô rồi đó. Để mình làm cái video này mình nói. Để mình làm video này mình nói là hiện tại á, có một số khách hàng của mình là khu vực Sóc Trăng năm nay á, cũng có những vườn trúng nha, chứ mình không nói là qua được cả nắm, cũng có những vườn gà bông và những vườn phải bỏ cơi làm lại đó. Và ngã sáu này cũng vậy, cái vườn này cũng vậy, ngã bảy cũng vậy, Phụng Hiệp cũng vậy nha, và không riêng gì Hậu Giang, Sóc Trăng và những tỉnh khác nó cũng vậy đó. Thì cái vườn này á, mình nói mấy bạn đừng cười nha, là vườn này mình đậy bạc là gần hai tháng, hiện nay chưa vỡ bạc, là mình xuống để mình cho vỡ bạc. Các bạn nhìn bông ra nè, nha ha, đậy gần 2 tháng, nói thì mấy bạn đừng cười. Rồi nguyên nhân tại sao mình để mình nói cho mấy bạn nghe đó. Đó, mình hay nói là liều ăn nhiều mà mấy bạn làm bông, mấy bạn phải lì nha, đừng sợ cây si, chấp nhận làm bông nuôi cây rồi để cho nó đẻ, nó sinh đẻ cho mình, làm năng suất cho mình, phải ép cây nè. Tới trên này nó ngắn ra bình thường nè, để mình quay mấy cái nhánh dưới, những cây dưới nè, đã nuôi nó rồi tới làm bông là phải ép cây nha. Đó, tại sao vườn này đại bạc 2 tháng các bạn, tức là mình dặn rất là kỹ là phun phát lo phải thiệt ước cho mình nha. Anh chủ vườn anh rất là kỹ luôn, anh làm vườn rất là giỏi nha, rất là tâm huyết cho vườn, anh làm rất là kỹ, nhưng mà có cái sai cái là anh phun không ướt nè, mấy bạn nhìn bông nó ra nè. Đó, phun bông không ướt, anh đây bạc khoảng gần 30 ngày là lúc đó hơi buồn rồi đó. Đó, bắt đầu mới điện cho mình, alo cho mình, rồi mình chạy xuống tới vườn mình coi vườn này 200 mấy chục cây, đuôi gieo trước mình có đăng rồi đó, để mình để cái video trước khi mình xuống mình nhận làm bông, để dưới đường liên cho mình bằng coi mình nhận vườn nào mình sẽ cập nhật vườn đó nha. Rồi đại bạc 30 ngày, hơn 30 ngày, điện cho mình xuống tại sao không ra bông, điện mình xuống, mình xuống mình nhìn cái bông là mình biết không yếu phát lo ha, không yếu phát lo, mình nhìn bông nó ra bông lá không các bạn, nó ra bông lá không đó. Rồi đại 30 mấy ngày rồi đó, nếu mà sợ đó là đã dở bạc lấy cơi làm lại rồi. Các bạn nhìn bông nó ra nè, là chết rồi. Mình không cho dở bạc tại vì mình xuống lấy cây nó không si, cây không si không xào đó, cây không si không xào gì hết, và phát lo không yếu, ra chỗ lá không. Các bạn nhìn cái bông phát lo, cái bông này nè, cái bông này cũng chưa đạt nè, nhưng mà hiện tại là nó bông hết 99% rồi, hơn 90%, xin lỗi đó, đều hết rồi nha. Rồi mình xuống mình coi, mình không cho dở, mình thấy cái vấn đề á mấy bạn. Trước đây á, bà con mình hay đồn thổi nha, bởi vì đồn á, cái lời nói mà mình không đúng chân mình càng khổ thêm, nói với nhau chuyện miệng nhau đậy bạc 30 ngày 40 ngày không dở bạc là cây mình nó chết nha, bắt đầu mới dở bạc bỏ mùa. Còn những vườn có làm với mình á, chừng nào ra bông mình mới cho dở đó. Mình chỉ sợ khi cây nào cây mình nó xào nó không ra bông thôi nha, còn cây mình vẫn tươi tỉnh bình thường, mình đậy bạc 30 ngày 40 ngày, có vườn này đậy gần 60 ngày chẳng bình thường, đối với mình là bình thường nha. Tại vì nó sai là chủ vườn phun đúng liều phát lo nhưng mà phun không ướt, nên ra chỗ lá, ra bông lá đó, mình xuống mình cho lặt hết bông lá, mình cho phun thêm 2 cữ thuốc nữa, tới hôm nay mới đầu mới ra bông đó. Này mình nhìn nè, đó, tới bây giờ những nhánh bự nó mới chịu ra bông nè đó ha. Bởi vì bà con làm á, đối với những chủ vườn năm mới và những chủ vườn lớn á, làm sầu riêng á, một mùa một năm mình có một vụ à, nên chọn những người nào tư vấn tốt chút xíu ha, và người ta gành về cái bông chút xíu ha. Đó, hôm nay mình sửa rất là nhiều vườn, có một vườn 200 mấy chục cây bên Vĩnh Long nữa, giờ bữa mình cập nhật cho mấy bạn xem, nhiều việc quá chưa tới đâu được, tức là 200 mấy chục cây mình được cho 600 hay 800 lít nước phát lo vậy đó, mà không nhớ thùng có 300 lít nước phát lo, đòi bán lại nữa chứ, đòi bán lại cho người khác nữa. À, mình xuống mình thấy bông lá không là mình biết rồi, dở bạc ra rồi luôn rồi, không biết nghe ai kêu dở bạc luôn. Rồi mình xuống mình cho đậy bạc lại hết, mình cho giặt thuốc lại, kéo bạc lại hết, đậy bạc 3 mấy ngày rồi mình cho kéo bạc lại nữa đó, giặt thuốc vô, tới giờ mới cho dở bạc, do ông ra đều hết rồi đó. Mình phải đúng đấy bạn, cái thông tin mình truyền với nhau phải đúng. Bà con mình cực lắm, bà con mình làm gì cực, rất là cực ha, một mùa có một vụ à đó. Mà mấy bạn đưa những thông tin như thế, người ta sợ là dở bạc, ta bỏ mùa, ta lấy cái đọt khác là ta thất thoát bao nhiêu rồi
trong khi đó ta đầu tư rất là nhiều phân thuốc trong đây rồi đó. Và tới giờ vỏ bạc bỏ làm lại lấy cái đọt khác, mấy bạn thấy cực khổ không? Mà cái đọt sau nó ra nó không ra ra yêu gì hết á, tại vì trong cây còn phát lo đó, mấy bạn kéo đọt ra nó ra không đọt nó không có nghĩa lý gì hết á nha. Còn năm nay ai chịu lì là ok. Này bạn thấy nè, mỗi nhánh là mỗi bông nè đó, thế này mới là bông, thế này mới là làm bông nha đó. Bởi vì làm với mình á làm với mình á được cái lợi thế, mình không nhận thôi nha, mình nhận á là không ra bông là mình không chạy nha, không ra bông điện mình là mình xuống, tại vì mình nhìn được nguyên nhân sao nó không ra bông nha, mình nhìn bông như thế nào và mình biết như thế nào, tại vì cái vườn này á vừa là vườn mới bói năm đầu, thu bói năm đầu nhưng mà nó gặp trong mít, nó lớn tuổi rồi, mấy bạn thấy nè, nó không có nắng vô mình đẩy 30 ngày ba mấy ngày mà không có nắng, nên mình dùng mình trình cho bạn thôi. Nó không có nắng là thứ nhất, thứ hai là phun phát lo yếu thì cây không bao giờ chở mình được, nhà ngó gì chứ ở trên nó sáng sát cái chân đó, thì làm gì ra bông được mà trong khi đó mình phun phát lo yếu như thế đó, thì mình biết nguyên nhân được đó, những vườn hẹp đầm ra bông thì mình vô mình chắc tất nhiên là phải ra bông thôi, mình biết được nguyên nhân mình sửa thì kiểu nào cũng phải ra bông nè. Cái cổ này đang rất là mạnh, tiết này đang rất là mạnh nè, nè. Những cây này nó lì lắm lì nè mà cuối cùng nó ra hết, ra đều gan hết nè, có hay nè 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 đó nha nè. Có những vườn làm phát lo trước đó, tới giờ không ra bông, alo cho mình vẫn tiếp bình thường, mình vẫn bán sản phẩm bình thường, và hiện tại đã ra bông và đã ra mũ là bình thường nha. Nói với mình á, mình không phải là làm với mình từ đầu mình mới làm đó, nhưng mà bà con nào gặp vấn đề gì đó mình có giúp được là mình giúp, và mình giúp không được á, nó sai nhiều thứ mình không sửa được á, thì xin lỗi là mình hẹp nhận nha, chứ không phải là gì đâu ạ. Nè các bạn nhìn đi đó, mình làm bông nè, nó phải gì nè nha. Nhắc lại là vườn này đại phải gần 2 tháng nha, lì đó, làm gì chứ mình là lì gì đó, lì gì đó nha. Ai sợ cây si thì dở bạc bỏ lấy cây khác, còn mình là lì gì đó, mình với chủ vườn là lì gì đó nha. Đó. Mà anh chủ vườn này ảnh cũng tâm huyết với mình thiệt, chứ người ta là người ta dở bỏ rồi nha, nghe đồn đại bạc mà 2 tháng không ra bông là dở bạc bỏ rồi. Mấy bạn nhìn dàn lá nãy giờ quên đi, quay dàn lá đó đó, có nghĩa lý gì đâu. Đi qua bên kia cho bạn coi, 1-2 cây nữa thôi hổm ghé vô coi vườn rồi đó. Đi ra về á uống ly nước không ngon các bạn nha, thật sự nó sai cái điều đó là sai do cái cách phun thuốc của mình thôi nha. Uống ly nước không ngon thiệt, nhưng mà thật sự á là mình sửa được, mình biết sai ở đâu mình sửa tới đó. Hôm nay ghé đây là ok đó, hồi vô uống nước trà là ngon rồi ha, mọi chuyện êm đẹp hết rồi. Nhìn nào đó nha, ở trên sau mình không thấy đâu, nó xé những cái nóc bông này ra hết nè đó, nó mới đủ thuốc. Mà bông này cũng chưa đủ thuốc bắt lo bông này ha, với lại cái đất mình hôm nay nó bắt đầu nó mới khô nè, các bạn nhìn nè, đất nó thấp nè, bờ nó thấp nè, giờ nó gập như thế này nè, là những cái vườn này nó rất là khó ra bông. Mình đã nói từ đầu rồi, mình cho cái liều phát lo rất là chuẩn đó, liều phát lo thì chuẩn, nhưng mà phun thuốc phun yếu làm sao không được, ở dưới vườn không nặng nắng như thế này nha. Rồi đây là cái kết quả mà mình sửa cho chủ vườn, sai tới đâu mình sửa tới đó đó, hiện tại đã ra bông nha. Đấy mấy bạn, bà con cứ yên tâm, hiệp không hứa nhận thì thôi, hiệp hứa nhận là hiệp sẽ xuống khắc phục tình trạng, nó sai tới đâu mình gỡ tới đó nha. Và hiện tại mình nhắc lại là cái cổ này nó rất là dễ, cổ này nó khó, xin lỗi. Rồi hiện tại cái cổ 9 tháng 10 nó dễ lắm mấy bạn nha, dễ lắm, bà con mình cứ tự tin mạnh dạn nha. Nha nó bắt đầu nè, sau khi mình sửa nè, đây là điều gan hết nè đó nha, như thế này mới gọi là làm bông đó, như thế này mới nên đầu tư nha, mới nên đầu tư. À ảnh chia sẻ thật tình với mình luôn là hổng gà đó, là mư ngày nay là cũng không ngon, hiện tại bây giờ mày cũng ngon đó, một miếng vườn người ta 250 cây mà nó lớn như thế này đó, mà không ra bông đó mấy bạn thấy không nha. Mình hay nói đó, sai ở đâu mình sửa ở đó, và quan trọng là mình cái người đó phải biết sai ở đâu ha, cái người đưa phân thuốc cho mấy bạn, cái người làm gì chứ mấy bạn, biết sai ở đâu đang giúp mấy bạn, tại vì mình là mình nông dân mà, mình nông dân mình mới mà đó, mình nông dân mới mà phải đâu biết gì đâu, khi sao làm gì đó, quan trọng là cái người làm việc hợp tác với nông dân mình, bà con mình
biết sai ở đâu và giúp bà con mình sửa nha. Đó chứ thật sự mà làm theo một quy trình nào đó rồi thì dân mình nó thật rất là thật tình, làm theo một quy trình nào đó rồi thì mấy bạn đưa sao người ta làm gì à? Đưa sản phẩm tới đâu tao không tới đó nha. Còn cái này sai là do phun mắt lo không ướt thôi đó, là mình đã nói từ đầu là cái vườn này rất là khó cà bông đấy. Mấy bạn thấy không, cái vườn này nè mấy bạn nhìn đi, làm sao nắng vô đây được đó, mà phun phát lo không ướt kiểu gì cho ông đẹp nha. Rồi ok, chúc video hẹp chúc bà con mình là sắp tới cái mùa thận vụ ha, bông ra như ý muốn của mình, đạt giá cả tốt nha, cùng thành công trên cây sầu riêng đó. Cây ước nguyện lớn nhất của mình đó. Rồi ok, có mấy cây mận thon nó gạt kinh khủng lắm nhưng thôi đi không đi tới đó đâu. Nó một hai cây nên kết thúc video được rồi nè. Đó, nó đều bờ vậy đó, bờ nào nó cũng ra gì hết ha. Đó thấy không, sau khi sửa đó, sau khi quýnh tới thuốc rồi đó và có tiết rồi đó, đầu nó hực liền à. À, nha. Nhắc lại nha, làm bông là phải lì nha, đừng có giữ cái tư tưởng cũ, quên cái tư tưởng cũ đi, là đây đạt 30-40 ngày cây nó si nó chết cây dở bạc bỏ, quên tư tưởng đó đi mấy bạn. Chừng nào cây mình nó xào, đất mình nó mới khô. Mình hay nói, khách hàng hay nói là có một số bà con hay nói với mình đó là đẩy bạc 30 mấy ngày rồi sao không ra bông. Không tính gì được, phải tính từ ngày đất mình nó khô. Hiện tại vườn này 50 mấy 60 ngày rồi, giờ đất nó mới khô và cây cũng chưa xào dữ nữa thì không tính gì được, mình phải tính chính xác nha, thời gian ngày mà cây mình mất nước, tính xác như vậy đây ha, chính xác như vậy đấy mình tránh được cái thất bại ha, tính đâu chi tiết cái đó tỉ mỉ tới đó thì nó không có thất bại. Thất bại thì mình nhận thôi chứ ai nhận gì mình đâu đó nha. Rồi một cây nữa mình kết thúc video đây. Rồi rất là mừng cho ảnh, thật sự là mình cũng thích ảnh và thật sự là mình cũng lo về mảnh là cái vườn này đó, mình xuống tới nơi mình sửa tới này hiện tại là ok hết rồi nha, mừng về mảnh đấy các bạn. À, thấy không? Đó, đúng rồi, đúng bài nó ra bông mới nhìn mắt mắt ha. À. Rồi ok. À, tới những cái nhánh bự dưới đây luôn nè. Đó mấy bạn thấy không? Cái camera mình sao không nên nó tệ quá ta. Đó. Rồi ok. Nè. Đó. Nè. Giờ này nó cũng ra luôn nè. Đó. Nè. Không? Nè. Đó. Đó. Rồi ok, kết thúc video, quay hoài nó cũng vậy thôi. Đó, bộ lá nè. Bạn nhìn mình bộ lá đi. Đó. Đó, bộ lá đó. Gì gì phải sợ ha. Rồi ok.